Trong lần trở lại Mỹ vừa qua, mình đã có dịp đến với San Diego, thành phố duyên hải thuộc miền nam tiểu bang California. Nhờ chuyến đi này mà mình đã biết thêm một bãi biển đẹp cùng những loài chim lạ, ngắm nhìn tận mắt những chú hải cẩu đang đùa giỡn trên các mỏm đá dọc bờ biển, hay biết thêm về một loài sóc rất là dễ thương đang được bảo tồn. Đặc biệt hơn là mình có cơ hội đặt chân lên chiếc tàu sân bay USS Midway. Chuyến đi ngắn trong ngày nhưng rất là nhiều trải nghiệm và mình thấy rằng rất đáng để chia sẻ cùng các bạn. Và chào mừng các bạn đến với bãi biển San Diego. San Diego là thành phố lớn thứ hai sau Los Angeles. Nó nằm ở phía tây nam của lục địa Hoa Kỳ, giáp với Mexico ở phía bắc và biển Thái Bình Dương ở phía tây. Chính vì vậy mà nơi đây thu hút rất đông người chọn làm nơi sinh sống và khách du lịch cũng chọn nơi này để nghỉ dưỡng, bởi nó được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho không khí mát mẻ, trong lành với nhiệt độ mùa hè dao động trung bình khoảng 26 độ C và mùa đông chỉ còn khoảng 16 đến 21 độ C. Và như các bạn có thể thấy, đây chính là biển. Đó, biển thuộc của San Diego các bạn. Đó, wow. Trời mây rất là mát mẻ luôn đó các bạn. Không nắng. Ở San Diego, loài chim bồ nông phổ biến là loài bồ nông nâu. Đây là một trong những loài chim biểu tượng ở vùng bờ biển California, trong đó có San Diego. Chúng có sải cánh rộng đến 2,3 mét. Bồ nông nâu thường bay lượn gần mặt biển, sau đó lao đầu xuống nước để bắt cá. Túi da lớn dưới mỏ giúp chúng dễ dàng tóm và giữ cá. Và chim này thường tụ tập theo bầy đàn lớn, đặc biệt là các khu vực ven biển và hải đảo. Bồ nông nâu từng là loài bị đe dọa do thuốc trừ sâu trong những năm 1960 và năm 1970, nhưng nhờ nỗ lực bảo tồn, số lượng của loài này đã được phục hồi đáng kể. Một loài khác mà mình cũng đã bắt gặp được là loài sóc đá, thường được gọi là sóc đá California. Đây là một loài sóc sống phổ biến ở các khu vực ven biển và đất liền tại bang Cali, bao gồm cả San Diego. Cách nhận biết chúng là chúng có màu lông xám nâu với các đốm trắng và xám nhạt ở lưng và hai bên. Phần dưới bụng của chúng thường có màu sáng hơn và đuôi của chúng thường dài và có lông xù. Sóc đá California có chiều dài khoảng 30 đến 40cm, bao gồm cả đuôi. Chúng được sống ở các khu vực đá, sườn đồi, đồng cỏ và rừng thưa. Sóc đá thường đào hang để nấp và sinh sản. Loài sóc này chủ yếu ăn hạt, quả, rau và đôi khi là cả côn trùng nữa. Chúng cũng rất linh hoạt trong việc ăn các loại thức ăn do con người bỏ lại. Sóc đá California sống ăn từng bầy đàn và có tính xã hội khá là cao. Chúng có khả năng đứng thẳng dậy để quan sát xung quanh và thường phát ra âm thanh cảnh báo khi có kẻ săn mồi như rắn hoặc là chim mồi. Phía xa xa mình thấy là có những chú hải cẩu đang nằm trên những mỏm đá các bạn. Wow, so cute. San Diego là nơi cư trú của nhiều loài động vật biển, trong đó có hải cẩu. Hải cẩu phổ biến nhất ở đây là hải cẩu càng. Chúng thường xuất hiện tại các khu vực ven biển và bãi cát, nơi chúng có thể nghỉ ngơi và tắm nắng. Kích thước hải cẩu càng có chiều dài từ 1,5 đến 1,8 mét và cân nặng khoảng 100 đến 150 kg. Qua hình đàn lông của chúng thường có màu xám nhạt hoặc nâu với các đốm đen đặc trưng. Mỗi con hải cẩu đều có hoa văn và lông khác nhau giúp chúng dễ dàng nhận diện. Chúng được dành phần lớn thời gian trên bờ để nghỉ ngơi, nhưng khi cần săn mồi, chúng có thể bơi lặn rất giỏi. Hải cẩu càng thường ăn mực, cá và đôi khi là cả giáp xác nữa. Các bạn ơi, đây là một khoảng săn cỏ này,
Đó, phía dưới kia là biển. Wow, quả thật tiệm này cực kỳ là chill. Gió gió lạnh lạnh mát mát các bạn. Quá là đã luôn á. Và đây rất là nhiều loài chim hải cẩu cũng như là nhiều loài chim khác đến đây để vui chơi với du khách các bạn. Wow, đây có một chú hải cẩu này các bạn, hải âu chứ các bạn. Wow. Sau khi tham quan hết một số địa điểm ở trên dọc bờ biển của San Diego thì bây giờ thì mình sẽ trở về lại xe và di chuyển sang phía bên con tàu sân bay Midway, USS Midway các bạn. Sau khi đã đi dạo, hít thở không khí trong lành và ngắm những loài động vật rồi thì mình tiếp tục lên xe di chuyển thêm khoảng 15 phút nữa để đến với khu vực nơi chiếc tàu sân bay đậu. Trên đường đi, mình có đi ngang qua khu vực của sân bay San Diego. Đây là sân bay chính của thành phố này, nơi mà các bạn có thể ngắm nhìn các loại máy bay cất và hạ cánh ngay sát trên đầu. Đến nơi thì mình cũng dự định ăn bữa trưa với món taco, một trong những món ăn nổi tiếng khi các bạn nhắc về quốc gia nằm ở lục địa phía nam nước Mỹ, đó chính là Mexico. Và các bạn ơi, đây chính là chiếc tàu USS Midway, là chiếc tàu sân bay cũ của người Mỹ. Và họ đang đậu tại cảng của San Diego. Và chiếc tàu này đã dừng hoạt động rồi các bạn, mà đậu từ lâu rồi. Wow, và tí nữa mình sẽ vô trong để mình tham quan chiếc tàu này nha. Và mình thấy sơ là trên kia là bãi đáp của máy bay này, cũng như là đường băng. Rất nhiều máy bay... đó, của không quân Mỹ ha. Wow. USS Midway hay có số hiệu là CV-41 là một trong những tàu sân bay nổi tiếng của Hải quân Hoa Kỳ, hoạt động từ năm 1945 đến năm 1992. Tàu là một trong những tàu sân bay có thời gian hoạt động dài nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ và hiện nay đã trở thành một bảo tàng nổi tiếng tại San Diego, California. Wow, đang trên đường đi vô tàu các bạn. Wow, đây là con đường dẫn vào trong chiếc tàu sân bay này. USS Midway. Wow, USS Midway Museum, bảo tàng USS Midway, tàu sân bay. Chiếc tàu này được đóng tại xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding ở bang Virginia. USS Midway được khởi vào ngày 20 tháng 3 năm 1945 và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10 tháng 9 năm 1945, ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Chiều dài của chiếc tàu này là 296m, trọng tải rẽ nước là khoảng 45.000 tấn khi hạ thủy và lên đến 64.000 tấn sau khi được nâng cấp. Tàu có thể chở đến 4.000 thủy thủ và nhân viên không quân. Và đây là chiếc điện thoại, như là một cái chiếc thiết bị để các bạn
có thể sử dụng để nghe thuyết minh ở một số những cái vật trưng bày ở trong tàu sân bay các bạn. Cách sử dụng cái này các bạn này, là cập cái này chạm vô những cái biểu tượng như vậy đó, thì là các bạn sẽ nghe, người ta sẽ nói ở trong đây cho các bạn nghe thuyết minh về cái những cái này. Tầng các bạn sẽ bước vào đầu tiên, đó chính là tầng để chứa máy bay, nằm bên dưới boong tàu và là nơi chứa và bảo dưỡng máy bay. Nơi đây có các loại máy bay nhỏ hơn được bảo dưỡng hoặc cất giữ khi không sử dụng. Các bạn có thể tìm hiểu về quy trình bảo dưỡng và hoạt động kỹ thuật trên tàu. Tầng này có nhiều mô hình, màn hình tương tác giải thích về lịch sử của tàu USS Midway, các chiến dịch quân sự và cuộc sống của thủy thủ trên tàu. Một khu vực trình chiếu phim ngắn về lịch sử của tàu USS Midway và các trận đạn lớn mà tàu đã từng tham gia. USS Midway trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến lớn, bao gồm việc mở rộng boong tàu và cải thiện hệ thống phóng máy bay để phù hợp với các loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn. Một trong những cải tiến đáng chú ý là việc trang bị hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước, giúp nâng cao hiệu suất và khả năng tác chiến của tàu. Trong chiến tranh Việt Nam, chiếc tàu USS Midway đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích và tuần tra trên Biển Đông trong suốt cuộc chiến, hỗ trợ các phi vụ ném bom và trinh sát. Hay chiến dịch bão táp Sa Mạc năm 1991, đây là một trong những lần hoạt động cuối cùng của tàu khi chiếc tàu Midway tham gia vào cuộc chiến ở vùng Vịnh và hỗ trợ các hoạt động quân sự tại Iraq và Kuwait. Và theo như mình tìm hiểu, cái này là Book Storage Access Hatch, tức là cái nơi mà nó chứa để thay thế cái động cơ của máy bay đó các bạn. Wow, 1, 2, 3, 4 tầng và có thể kéo từ ở dưới lên vào, có thể thay do động cơ máy bay kéo từ dưới lên các bạn. Ở dưới có thể là xưởng, cái nơi mà để sửa chữa các bạn, bảo dưỡng. Bây giờ thì mình tiếp tục mình di chuyển lên trên tầng tiếp theo. Dâm đến đây chính là trên phía trên chỗ đậu máy bay và đường băng của tàu sân bay USS Midway các bạn. Rất là nhiều máy bay rồi này. Từ động máy bay tiêm kích, máy bay chiến đấu cho đến những máy bay có hai động cơ. Wow, rất đông người tham quan các bạn. Và như bạn có thể thấy, đây là cái máy bay hai động cơ và cánh có thể xếp lại và rất là hợp lý để đậu trên tàu sân bay này, có thể gấp gọn ha, rất là tiết kiệm không gian đó, diện tích của tàu sân bay đó. Từ rất là lâu rồi mà người Mỹ là người ta có thể chế tạo ra những cái thiết bị tối tân như vậy đó, tuy nó còn nhỏ hơn những tàu sân bay hiện nay và đó là điều đương nhiên các bạn. Một chiếc Grumman C2 Greyhound, chiếc máy bay này để chuyên chở hàng hóa này, thức ăn cung cấp từ trong đất liền ra cho hải quân Mỹ các bạn. Wow, để mình sẽ vô trong tham quan nha. Wow, chiếc này để chuyên chở hàng hóa nên chỉ có vài ghế cho phiên và ngồi thôi. Máy bay có thể mở cửa đằng sau này, cái thang dốc xuống để vận chuyển hàng hóa cho nó dễ này các bạn. Đây là một chiếc T2 Bucky này các bạn. Chiếc này là theo mình được biết là để đào tạo cho phi công các bạn. Đó là pilot trainer các bạn. Và đây là cái đường băng chính được cất hạ cánh của những chiếc máy bay này các bạn. Đây ta để mô phỏng một chiếc đậu ở giữa đường băng cất cánh này các bạn. Và ở dưới này là rất là nhiều cái loại trực thăng. Có vẻ như là đây là sân đậu trực thăng
đó, như chiếc máy bay cất thẳng đứng, cất cánh thẳng đứng đó các bạn. Đó, nhiều loại kích cỡ to nhỏ cũng có hết. Và đây là chiếc SH3 Sea King. Wow. Chiếc máy bay rất là lớn các bạn. Wow, chiếc trực thăng này cực kỳ là lớn luôn đó. Wow. Có vẻ như chiếc này để chở hàng không các bạn? Wow. Đây là một chiếc S1 Wagon Ship các bạn. Đó, chiếc này là phóng những cái tên lửa này. Wow, pháo này. Wow. Bên cạnh là một chiếc H34 Seabed Seabed các bạn. Có vẻ những chiếc này cũng để chở hàng. Và chiếc này thì cũng có cả chở cái người lính luôn này các bạn. Quân đội. Wow, đây có 1, 2, 3, 4, 5 ghế. Và đây chiếc này để, có vẻ như là mình thấy này là có vẻ là để cứu nạn này. Đó, cứu nạn này. Cấp cứu đó các bạn. Và chiếc này thì là nó phi công thì nằm ngồi ở trên để lái ở trên cao. Wow, chiếc này rất là lớn các bạn. Một chiếc cheese fries. Wow. Airborne Sky Hawk. Và còn rất rất nhiều máy bay đằng xa kia nữa các bạn. Ok, máy bay như máy bay trinh thám này các bạn. Có cái đĩa ở trên nữa các bạn. Wow. Ở đây là máy bay chuồn chuồn này. Đây nha các bạn. Đây là trên tàu sân bay của Mỹ nha các bạn nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sau khi mình đi tham quan lại trên bóng tàu xong cái chỗ mà đáp máy bay á, thì bây giờ mình sẽ xuống tầng dưới của cái tầng lúc mình vào, nghĩa là tầng thứ ba mình tham quan các bạn. Cái này là như là nơi làm nơi lấy đồ ăn cho các thủy thủ các bạn. Wow, đây là phòng cầu nguyện và nhà thờ của tàu đó các bạn. Nằm bên dưới khoang chứa máy bay, đó chính là nơi sinh hoạt cho 14.000 thủy thủ đoàn. Đầu tiên là nhà bếp và phòng ăn. Các bạn sẽ thấy bếp khổng lồ và khu vực ăn uống để phục vụ hàng ngàn suất ăn mỗi ngày cho thủy thủ đoàn. Tiếp theo là phòng ngủ. Các khoang ngủ chật chội của thủy thủ đoàn giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về điều kiện sống trên tàu. Cả sĩ quan và thủy thủ thường sống và làm việc trong không gian rất là hạn chế. Cuối cùng là phòng bệnh viện. Bên dưới boong tàu có một phòng bệnh viện nhỏ để chăm sóc sức khỏe cho các thủy thủ đoàn khi cần thiết, bao gồm cả phòng phẫu thuật và các khu vực hồi phục. Tàu mà người ta không cho xuống
Máy này, cái chỗ này chắc chỉ đang quay được 3 tầng thôi. Tại vừa rồi thì mình đã cho các bạn xem tham quan một vòng USS Midway. À đó thì các bạn thấy không? Ở trong đây là nội thất cũng như là trang thiết bị rất là tối tân. Nếu mà tính theo thời điểm từ ngày đó đến giờ đó. Và thì nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, share, một subscribe nha. Chào các bạn và hẹn các bạn trong những video clip lần sau ở Mỹ.